đau nữa. Không, mình nơi đầu mình không có đau, mình nơi rồi. Phải bay nó đau mà dạy trừ kiểu như thấm được. Mười đến mười mới đầu cũng đau đó. Chập mới đau. Bởi hồi nãy nó xí đau. Nó là má. Ở đâu?
Hết rồi. Móc mà dài cứng là mua ở đâu á? Mua chợ mới à? Móc á, móc áo quần á. À, em mua chỉ ít kim chỉ nữa. Ừ. Mày nhiếp đồ cho chị. À, đăng đèn là. À, móc nó thì chắc là chị mua số lượng lớn. Nó có tủ gì vậy? Ở đây em cài nó, cài treo đồ tao vô phòng tao bỏ, tao mệt mỏi đồ gì mà tao đi tìm đồ tao ngu luôn á, lộn xộn kìa, đồ giống như đồ bành á, còn hơn đồ bành nữa, được xí ông xí cha. Hey, đứa cái đứa mua lên sáng đồ gì tao mang, tao không mang mãi cho rồi, để thầm lắm tìm đồ tiếp ông xí cha ông ra. Hiện lên tìm áo xong ngu luôn. Bởi mỗi lần chị đi tìm đồ xong chị ngu luôn. Hiện trong cái đống nữa đó. Nhưng mà mệt quá. Và nhỏ này tuần để nặng lại nhiều quá. Mụn viêm này mới dễ rỗ nè, nhưng mà để em coi rồi đó.